Ừ, mẹ quả đã đủ, quả đã đủ chọc được với chân tao đấy, được cầm 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 kiểu này nè, cầm kiểu này xong đứng chắc chắn chắc chắn kẹt kẹt được cái bầm với cá ấy, đứng trên 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên sản phẩm không? Kia hả? Chày một mét đó hả? Không, cái này là điểm mèo cao. Cái này cơ mà. Cái này là thấy xe từ mặt ta rồi. Này mấy cái cá như là để nó chạy đúng không? Ờ đúng rồi, chung cái kia. Thôi bà nha.